Thưa quý vị, cùng với các hội đoàn thể khác, thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng đã triển khai hiệu quả các chương trình vay vốn cho hội viên phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, đặc biệt là phát huy các tổ tiết kiệm vay vốn do cựu chiến binh điều phối, ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Năm 2015, ông Lê Văn Giới, cựu chiến binh phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ bắt đầu xây dựng mô hình trồng nấm bào ngư làm hướng phát triển kinh tế cho gia đình. Ban đầu do vốn ít, ông chỉ sản xuất khoảng 200 mét vuông với công suất 20.000 bịch phôi nấm, vừa làm vừa lấy kinh nghiệm. Nhờ sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương và hội cựu chiến binh phường, hiện nay mô hình đã được mở rộng lên gấp 2-3 lần so với trước. Có 6 cái trại. Mỗi trại như vậy là 120 mét vuông. Thì một trại như vậy thì mình sẽ làm được cỡ khoảng 15.000 phôi. Mà chỉ có 4 trại thôi, còn lại 2 trại là để sản xuất rồi, 2 trại nó để đóng phôi rồi. Ông Giới chỉ là một trong rất nhiều hộ cựu chiến binh được hưởng lợi từ các chương trình vay vốn do hội cựu chiến binh điều phối. Trong số các tổ tiết kiệm và vay vốn cựu chiến binh hoạt động đến nay, phường Bình Thuận, quận Hải Châu chưa có nợ quá hạn với 60 hộ vay. Để triển khai xoay vòng vốn hiệu quả, hội cựu chiến binh phường đã tổ chức giám sát, hướng dẫn cho hội viên sử dụng vốn hiệu quả ngay từ ban đầu. Cũng có mười mấy hộ là gia đình hộ cựu chiến binh, còn 40 mấy hộ là gia đình họ lao động buôn bán nhỏ lẻ. Phần đông thì có một số hộ là họ khó khăn, nhưng mà họ cũng cố gắng là góp hàng ngày, bỏ heo để tới tháng họ đục ra họ trả nợ. Thành ra tổ cô luôn vận động hàng ngày, tới nửa tháng là cô đã hối thúc họ rồi. Thành ra trong tổ là ít có, không có ai nợ quá hạn. Phường Bình Thuận là một trong những cái hội mà tổ chức thực hiện cái công tác quản lý vốn vay nhiều năm qua, rất là hiệu quả. Cái hiệu quả thứ nhất để chứng minh rất là rõ đó là cái tỷ lệ tổng dư nợ hàng năm tăng cao. Thứ hai là rất nhiều năm không có nợ quá hạn. Cái thứ ba là qua kiểm tra cái hiệu quả của các cái hộ mà vay vốn thì tất cả các hộ vay vốn là sử dụng cái nguồn vốn vay rất là hiệu quả. Thống kê từ Ngân hàng Chính sách Xã hội cho thấy, đến nay dư nợ ủy thác qua hội cựu chiến binh đạt 988 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng 23% tổng dư nợ ủy thác, là đơn vị quản lý dư nợ ủy thác lớn thứ hai sau Hội Phụ Nữ với 416 tổ, quản lý 20.295 khách hàng vay vốn, 100% tổ tham gia gửi tiết kiệm với số dư đạt 54 tỷ đồng. Chất lượng hoạt động ủy thác và hoạt động của tổ do Hội Cựu Chiến binh quản lý ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả rất cao, góp phần giúp hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống.